Vượt qua hàng trăm thí sinh, Ngô Minh Tú đã mang một sắc màu mới lạ, độc đáo cho sân khấu Việt Nam Got Talent với khả năng đi xe đạp mạo hiểm Trial Bike. Khán giả thưởng thức màn trình diễn của Tú chắc hẳn không thể quên những cú đạp xe vượt địa hình nguy hiểm và không khỏi thót tim khi cậu bé đạp xe vượt chướng ngại vật là ba người nằm trên sân khấu. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được thành công đó, hành trình đến với Trial Bike của Tú đã gặp không ít khó khăn, trở ngại. Lần đầu tiên mà mình biết đến chấn thương đó chính là ở góc kia, vì lần đấy mình chưa kỹ thuật nhiều nên đã mang xe đạp ra nhảy thử xuống, và thế là bị cắm người xuống rồi chật khớp cổ tay. Và mình muốn khuyên các bạn rằng khi tập luyện bất cứ một nội dung nào của xe đạp thì nên tập từ cái căn bản nhất, rồi bắt đầu với những cái nguy hiểm, chứ đừng lên thử với những cái nguy hiểm luôn, vì như thế sẽ có thể gặp những chấn thương không đáng có. Trong tương lai, mình mong muốn rằng Trial Bike sẽ được phát triển và được phổ biến hơn ở Việt Nam, và cũng như tổ chức những giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế hay là khu vực. Là cựu thành viên đội tuyển xe đạp Hà Nội, thủ lĩnh đội X-Game đầu tiên tại Hà Nội Green Bike Team, Ngô Minh Tú là một trong 6 người Việt Nam tập Trial Bike, một bộ môn cực khó của loại hình X-Game. Là người tiên phong đến với Trial Bike, Tú đã phải vượt qua khá nhiều thử thách, bởi đây là bộ môn quá mới ở Việt Nam, không có phương tiện, không người hướng dẫn, Tú phải tự mày mò tìm mua xe, tìm địa hình luyện tập phù hợp. Không những vậy, cậu còn phải vượt qua ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người cho rằng anh đang làm chuyện không đâu. Là một người chơi với Tú, tập cùng với Tú thì mình thấy là sau cái cuộc thi Việt Nam Got Talent này thì Tú có cái ý thức tập luyện thì nó rõ ràng hơn, mà nó cũng chăm chỉ luyện tập hơn. Ngày nào Tú cũng tập, dù trời nắng hay trời mưa Tú đều tập, và cũng như tập ngày mà tập thêm cả buổi tối nữa. Tại vì là Tú muốn tròn tất cả những cái động tác khó mà ở Việt Nam mình thì không có ai có thể dạy, nên Tú muốn phải tự xem, tự tập qua internet, qua các cái phim của những người bạn người nước ngoài, thì Tú rất chăm chỉ luyện tập. Khó khăn là như vậy, nhưng bằng đam mê và ước mơ giới thiệu bộ môn thể thao mới này đến với đông đảo mọi người, Tú đã kiên nhẫn tích cực luyện tập. Tất cả những kỹ thuật cơ bản Tú đều tự học qua các video của nước ngoài được đăng tải trên internet mà không có ai dạy. Từ các động tác chủ yếu đó, Tú đã sáng tạo thêm để biểu diễn hấp dẫn người xem hơn. Không chỉ đổ mồ hôi vì vất vả luyện tập, những chấn thương là không thể tránh khỏi khi đến với môn thể thao mạo hiểm này. Nhưng dường như những vết thương lại càng khiến cho Tú quyết tâm chinh phục, năng động, chăm chỉ luyện tập. Giờ đây Ngô Minh Tú đã có thể biểu diễn thành công nhiều kỹ thuật khó, thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, các trường đại học, các buổi từ thiện hoặc event. Ngô Minh Tú đã đem lại sự thích thú cho không ít người xem. Gắn bó với Trial Bike từ năm 14 tuổi, đến nay đã được 7 năm, nhưng điểm đam mê với bộ môn thể thao mang tính biểu diễn này dường như chưa bao giờ dừng lại. Một mình theo đuổi môn thể thao mạo hiểm vốn dĩ rất mới và chưa được nhiều người chơi biết đến, Ngô Minh Tú thực sự mong muốn tìm được những người có niềm đam mê với Trial Bike để cùng luyện tập, chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn và đưa môn thể thao này ngày một phát triển hơn nữa.